36 King Snake có thể là máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ 5 của Không quân Hoa Kỳ. Theo nguồn tin từ Popular Mechanics và tạp chí hàng không Husky ra ngày 17 tháng 3 năm 2021, vào tháng 2 năm 2021 thì tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, tướng Charles Winston Brown đã gây xôn xao cho dư luận khi thông báo đang xem xét việc mua máy bay chiến đấu hoàn toàn mới để thay thế chiếc F-16 Viper loại máy bay phản lực như vậy chưa hề hiện diện, nhưng các kỹ thuật số mới, thiết kế kỹ nghệ mới của nó thật sự có thể đi vào hoạt động trước năm 2030. Tạp chí hàng không Huskit đã tập hợp các chuyên gia lại với nhau để thiết kế chiếc F-16 thay thế tiềm năng được yêu cầu. Kết quả là chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-36 Kingsnake ra đời. Huskit đã gặp gỡ các nhà chức trách hàng không Stephen McParland và James Smith những người đã giúp đưa máy bay như F-35, Joy Strike Fighter và Eurofighter Typhoon vào hiện thực. Sau đó, họa sĩ minh họa Andy Godfrey từ Tissot Studio đã lấy sáng kiến và tạo ra nét nghệ thuật cho chiếc F-36. Huskett đã sử dụng các thông số kỹ thuật của tướng Brown, một loại máy bay chiến đấu nhẹ, rẻ tiền, không nhấn mạnh đến khả năng tàng hình để thiết kế F-36 Tuổi trung bình của máy bay chiến đấu F-16C của lực lượng không quân là 28.5 năm, khiến cho một máy bay phản lực mới có thời gian phát triển kéo dài 20 năm. Thay vào đó thì các chuyên gia muốn có một quy trình thiết kế nhanh chóng để ngừng hoạt động thông số kỹ thuật của máy bay trong vòng một năm và dựa vào các kỹ thuật chế tạo đơn giản nhưng cũng sử dụng các kỹ nghệ tân tiến như in 3D, sử dụng dây chuyền sản xuất kỹ nghệ thấp nhất có thể. Các kế hoạch được thực hiện để mở rộng nhanh chóng nếu nhận được các đơn hàng sản xuất lớn. Sử dụng lại các kỹ nghệ hiện có sẽ đẩy nhanh quá trình. Ví dụ F-36 sử dụng sau khi đốt cháy động cơ phản lực cánh quạt F-119 của F-32 Raptor để đạt tốc độ tối đa là Mach 2. Kingsnake được trang bị radar cấu trúc dữ liệu pha quét điện tử tân tiến AN-APG-83 cùng một loại được sử dụng trong phiên bản mới nhất của F-16. Các kỹ nghệ hiện có được sử dụng cho động cơ, vật liệu cùng hệ thống thiết bị phát hiện hồng ngoại tuyến, nhắm mục tiêu điện quang có nguồn gốc từ Legion. Các thành phần hiện có được đơn giản hóa hơn nữa nếu có thể, ngăn chặn việc bổ sung bất kỳ kỹ nghệ, vai trò mới nào hoặc tăng trọng lượng dư thừa trong quá trình phát triển của máy bay phản lực và tăng khả năng Kingsnake bị thụt lại về phía sau giống như F-16 mà nó thay thế, Kingsnake sẽ là một máy bay chiến đấu đa năng, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không và không đối đất. Máy bay phản lực sẽ mang hỏa tiễn và bom những đường ở bên trong khoang, nhưng vì là loại máy bay không tàn hình, cho nên hỏa tiễn và bom sẽ được gắn thêm ở bên ngoài hai cánh bay. Kingsnake cũng sẽ được gắn thêm súng, khiến cho nó có khả năng tấn công các lực lượng mặt đất của đối phương. Các nguyên tắc đằng sau F-36 là tốc độ phát triển, khả năng chi trả và khả năng kết hợp kỹ nghệ mới trong tương lai. F-35 là Ferrari, F-22 là Bugatti Chiron, không quân Hoa Kỳ cần Nissan 300ZX, cả F-35 và F-22 đều có trình độ kỹ nghệ cao hơn mức mà không quân Hoa Kỳ yêu cầu cho phần lớn các nhiệm vụ thường trực. Chúng rất khó khăn và tốn kém để bảo trì, vận hành và nâng cấp, Joe Call của Huskid tuyên bố điều cần thiết theo tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown, là một chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ, giá phải chăng để thay thế F-16. Nó phải nhanh hơn để phát triển và nâng cấp so với F-35 và không cần trang bị những kỹ nghệ tinh vi như vậy. Đối với tên gọi F-36 Kingsnake là loài rắn Bắc Mỹ sống tới 30 năm, điềm báo tốt cho vòng đời phục vụ của F-36. Kingsnake được đặt tên như vậy là vì chúng có thói quen ăn thịt các loài rắn khác, một biệt danh phù hợp cho một chiến binh được thiết kế thay thế F16 Viper.